ngày cứ tán tỉnh hoài, cứ nói hoài, thì em nói ồ anh gọi điện thoại gì mà nhiều thế, tốn tiền điện thoại. Nó xét với em là thôi em cứ nghe đi chứ, anh bạn anh ở ngoài Hà Nội gửi vô cứ một lần hết tiền là vô, cứ 500 ngàn, tiền trong máy nhiều lắm, không có phải lo gì cả. Nói hay bà làm vợ tôi đi. Cắn thật vậy luôn. Hay là nói hay không có ai lấy tôi đại tôi đi. Không có ai lấy thì lấy đại ra đi. Nó rất là mộc mạc. Một con nhỏ em ở cùng phòng trọ thì là cũng ở cùng quê thôi, thì nó cũng nói là chị gọi lại đi chứ, chị lấy anh ấy rồi, ủa anh khuyết tật như vậy rồi về lo được gì cho chị đâu. Nó đóng em thì có. Làm sao cái này có sự nhầm lẫn nào đó, các em quên cái tay vô thì đóng cửa thôi. Hai mẹ con đi ra ngoài, ba đi nhậu về thì ba đi vô ba bấm cửa luôn. Thì cửa trước cũng bấm, cửa sau cũng bấm luôn, thì chìa khóa đâu có đâu vô. Em đi sang hàng xóm mà tìm được một cây thiệt là dài, chọc qua cửa sổ. Vậy mở cửa, ui rồi chọc đại ba rút luôn cái cây luôn, thôi khỏi mở luôn. À, trước tiên thì Quốc Thuận và chị Hồng Vân xin cảm ơn và chào anh chị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin mời hai anh chị giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin chào khán giả. Em tên là Dương Thị Huệ. Năm nay em 48 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ, em chăm sóc bệnh nhân ở nhà may mắn, quận Bình Tân đó chị. Cái nhà may mắn đó là mình nuôi dưỡng những người bệnh hay là... Cái nhà may mắn của em là có một cái chị Tim, đó là người của Thụy Sĩ. Chị sang đây hồi năm 18 tuổi, chị đã nuôi tổng cộng bây giờ là cỡ hơn 400 người khuyết tật và trẻ mồ côi. Chồng em thì là khuyết tật. Còn em thì cũng phải góp một phần công sức nhỏ để phục vụ cho những người bệnh ở trong đó. Là có nghĩa là em là người chăm sóc cho cái những người sống ở trong cái ngôi nhà bán đó. Rồi vậy là còn em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào mọi người ở đây ạ. Em tên là Nguyễn Hồng Phong, là người khuyết tật hạnh phúc. Năm nay là Phong, ba anh Phong bao nhiêu tuổi? Năm nay em 46 tuổi. 46 tuổi. Lần đầu tiên anh chị gặp nhau như thế nào? Và cái chuyện tình của anh chị nó nảy nở ra sao nè? Cách đây 12 năm về trước á, thì là em cũng đi vào Sài Gòn lập nghiệp, thì em cũng đi làm. Rồi một buổi tối đẹp trời thì những cái người hàng xóm ở bên dãy phòng trọ thì lại có những người ta đi bán cái kẹo kéo ấy. Xong rồi em cũng thấy hay, em cũng đi theo cái người bán ở đó, đi vòng quanh hết tất cả các phố phường, thì về đường Tân Kỳ Tân Quý thì tự nhiên thấy một nhóm của mấy cái anh khuyết tật này ngồi chúng nhau rồi nhậu. Mỗi chỗ đường Tân Kỳ Tân Quý có cái nhà may mắn thanh niên. Là lúc đó là Phong đã đang ở trong ngôi nhà may mắn rồi, ở trong nhà may mắn. Và rồi hôm đó là mấy anh em ra ngồi nhậu nhẹt với nhau. Em vô thì em nhìn thấy anh này ố là nói tiếng gì mà giống ở quê mình. Quê chị đâu? Em mới hỏi, em ở Hà Tĩnh. Thì thấy anh này nói thì hỏi ra là anh nói là anh ở Nghệ An. Thế cũng quen biết vậy thôi. Anh xin số điện thoại thì em cũng đọc cái số điện thoại mà cái số chính của em á, thì em chỉ đọc sơ thôi. Nhưng sau mà em đọc lại, ồ thôi em xài cái số, cho anh cái số sim rác đi. Thế là anh cũng ghi cái số sim rác rồi về. Tự nhiên đến tối về rồi anh ấy lại gọi vào cái số mà sim chính của em, thì em nói ủa anh này hay, mình nhớ mình cho anh số kia mà sao lỡ đọc số này mà sao nhớ giỏi dữ à. Rồi còn Phong thì sao, khi mà Phong gặp cái bạn này thì sao? Thì lúc đấy là em thấy là có một người rất là mạnh mẽ, tức là dám đứng giữa đường mà hát, lại là cái giọng quê mình nữa, thì nó vừa gần gũi mà vừa thấy mình nói là có một người ước gì mình có một người chị hay là một người bạn như thế này. Đấy, thì khi vợ cho một cái số, thế mà sao đọc một lần mà lại nhớ luôn. Mà em nhớ luôn. Em nhớ luôn. Rồi sau đó là chủ động làm quen đúng không? Thì sau đó cũng làm quen, thì biết được cái số điện thoại rồi thì em hay rủ đến cái nhà may mắn của em ở là chơi cái trung tâm máy ấm tình thương ấy. Thì thấy không có mè hè với người khuyết tật. Ngày này rất là cười mở. Thì em nói là Được đây. Bao nhiêu lâu thì em cảm nhận được là anh này anh yêu em? Em cũng nghi rồi nhưng mà em không có màng tới. Bởi vì là em chỉ biết là em thấy mọi người khuyết tật thì em thấy thương tình thôi. Anh này cứ tán tỉnh hoài, cứ nói hoài, thì em nói ồ anh gọi điện thoại gì mà nhiều thế, tốn tiền điện thoại. Nói phét với em là thôi em cứ nghe đi chứ, anh bạn anh ở ngoài Hà Nội gửi vô cứ một lần hết tiền là vô, cứ 500 ngàn, tiền trong máy nhiều lắm, không có phải lo gì cả. Dữ ha, khuyết tật này mà nhiều tiền như thế, có bạn bè như thế thì ok nghe thôi, có gì đâu. Có một ngày đẹp trời thì tự nhiên anh lại bắt taxi đi xuống phòng trọ của em. Quận 12 luôn, ở Tân Kỳ Tân Quý là quận Bình Tân, đi xuống quận 12 đúng vào cái ngày mà World Cup ở Việt Nam mà chiến thắng ấy. Tức là em đi taxi từ cái nhà may mắn nó xuống phòng trọ cô này bao nhiêu tiền, mắc không? Vâng, em đi nó cũng khoảng cỡ trên dưới 100 ngàn gì đó. Tức là cũng nhớ. Xa đúng không? Nếu mà như vậy mà xa. Lúc đấy đi vì cái gì đó cho nên là tiền nó cũng không thành vấn đề. Đi vì cái tình yêu đó. Anh xuống được chỗ em mấy lần? Một lần một.
một lần một rồi sao? Dạ. Còn lại là em đi lên nhà may mắn. Dạ. Thì đến lần thứ bao nhiêu á thì là hai người chính thức là tỏ tình với nhau? Cũng lâu ấy nhỉ. Khoảng cỡ 5 tháng gì đó. Thực ra là em không nghĩ đến cái chuyện mà lấy vợ đâu. Nhưng mà có thêm người bạn mà nó gần gũi thì nó tốt hơn. Em tỏ tình sao? Nói hay bà làm vợ tôi đi. Thẳng thừng vậy luôn. Hay là nói hay không có ai lấy tôi đại tôi đi. Không có ai lấy thì lấy đại tôi đi. Nó rất là mộc mạc. Lúc đó chị như thế nào? Bối rối. Và lúc em có nhận lời không? Em nhận lời luôn. Nhận lời sao đâu, trả lời sao đâu, đâu nói lại chị nghe coi. Trả lời thôi cũng được. Thôi cũng được. Lớp hai anh chị từ lúc đấy mà đã như hai anh chị lớn tuổi rồi. Hay là bà lấy tôi đi. Thôi cũng được. Nhưng mà lý do gì vì sao mà chị không suy nghĩ gì thêm mà chị đồng ý ngay lúc đó? Tự nhiên thấy anh này cũng đẹp trai. Hay. Đẹp trai đúng rồi. Cũng được, nói chung là cũng ôi miệng mồm dữ lắm chị ạ. Không, cái lúc ông trời đó có cái bù trừ ra chắc em do em là học cái thừa vẽ, nói cho oai anh tí là làm họa sĩ ấy. Thì đang học cái nghề đó thì thấy cái gì nó cũng đẹp cả. Đặc biệt là thấy phụ nữ thì luôn luôn là đẹp. Với lại luôn nghĩ là con người không có người xấu. Giống như màu sắc thì không có màu nào xấu hết. Mà mình đặt nó ở đâu? Mà chị hỏi là lúc mà em nhận lời yêu ảnh á thì nhiều người cản em không? Gia đình hay bạn bè này có cản em không? Có. Hay là có một có một con nhỏ em ở cùng phòng trọ thì là cũng ở cùng quê thôi, thì nó cũng nói là chị coi lại đi chứ chị lấy anh ấy rồi, ủa anh khuyết tật như vậy rồi về lo được gì cho chị đâu. Tự nhiên em cũng chẳng quan tâm gì. Ngoài ra thì gia đình em không hề phản đối một cái gì cả. Tức là bên gia đình, bên cha mẹ không hề phản đối gì hết. Cha mẹ em thì anh chị em cũng vậy. Rồi một ngày thì anh này lại xin số, lấy số điện thoại ở trong máy của em là của chị gái em ở Đà Nẵng á, thì anh điện về anh nói với chị là chị ơi thôi chị nói với Huệ là bỏ em đi chứ lấy em rồi không có tương lai gì cả, lấy em khổ lắm tại vì em là người khuyết tật tội nghiệp bạn ấy đó. Cái chị em mới nói là thương thì nó lấy thôi, đó là quyền quyết định của nó. Ai cũng lấy ai cũng được chứ đâu có phải là khuyết tật mà không lấy đâu. Thì lý do gì mà em lại điện về gia đình vợ như vậy, là em muốn thử xem cái phản ứng của gia đình là như thế nào? Hình như là các cái cặp mà vợ chồng mà cũng giống cái hoàn cảnh của em lúc đấy, gần như là cặp nào cũng bị gia đình cả. Thì nói thật là em rất là lo. Vì giờ nói với gia đình á, là mình yêu nhau lâu rồi. Thêm một cái chút mà rủ lòng thương nữa là yêu nhau rồi mới bị tai nạn, chứ không phải là tai nạn rồi mới vô thì nó nó ở bản thân mình cũng nói là sao mà nó khờ quá vậy. Thằng này nó khuyết tật thế này mà còn lao vô làm chi. Có đến thăm hỏi nó thôi được rồi. Thế thì được cái gia đình trả lời là không, như vậy là có tội đó. Chuyện này đến bây giờ vẫn anh này. Mà lúc đó thì em cực kỳ xúc động đúng không? Thực mà sự là xúc động. Và báo anh chị biết là bây giờ bên gia đình anh chị em rất là thương. Đó, thậm chí mà vợ có là mét bên ngoài cái là mét ngay lập tức. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Được 10 năm. 10 năm. Wow. Có cháu nào không? Dạ em có một em bé. Em bé học lớp 2. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con em năm nay 8 tuổi. Trời ơi cháu xinh quá kìa. Thực sự thì là lúc mà khi mình yêu nhau thì mọi thứ nó rất là đẹp. Mình nghĩ là mình có thể vượt qua tất cả mọi thứ, bất chấp mình có như thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà khi thực tế hôn nhân rồi thì có lúc nào tụi em cảm thấy bi quan, nhất là em á. Phong có cái nào cảm thấy bi quan là mình không hỗ trợ gì được vợ cái mình. Giai đoạn này thì nó cũng dài lắm chị ạ. Tức là mới đầu thì khi cưới nhau thì đơn giản là mình như có vợ có chồng với người ta thôi. Nhưng mà khi vô cuộc sống thì cái trung tâm của em thì là phải ra ngoài. Là khi đó là mình phải tự lập, phải ở phòng trọ. Mà phòng trọ thì có những cái phòng trọ mà em chuyển 4-5 cái phòng trọ. Nhưng có những phòng trọ thì đi ra cũng phải nhờ người ta đẩy, mà đi về cũng phải nhờ người ta đẩy. Nó cực lắm. Cũng có giai đoạn em rất là tiêu cực, nghĩ cái tiêu cực trong con người. Có lúc nào em muốn cảm thấy là em muốn chia tay, muốn giải thoát cho vợ em không? Có là nói bây giờ nếu mà bám nữa thì là làm khổ vợ. Và em có nói điều mà đó em cũng không có cảm thấy mình nó bất lực, không làm được gì cả. Em có thể là chia tay, em cứ đi bước nữa hay là đi đâu đó thì tùy. Thế nhưng mà lúc đó Huệ sao? Em lúc đó em có hiểu được là chồng em suy nghĩ như vậy chưa? Em cũng biết là như là cái nỗi khổ của một người khuyết tật nó rất là khó khăn, ràng buộc những cái chuyện mà tới lui sinh hoạt thì nó ấy. Nhưng mà cứ mỗi lần cứ thấy đi nhậu về em lại bực mình. Thì cứ cằn nhằn thì bắt đầu là lại xảy ra chuyện. Nhưng mà em thì trong thâm tâm em kể cả đến bây giờ này em không bao giờ em nghĩ tới chuyện ly hôn hoặc là bỏ thôi nhau gì cả.
Thế nhưng mà cái điều gì làm cho tụi em có vượt thể là vượt qua được cái đó? Có phải là do là em bé? Có em bé chị ạ. Tức là cảm ơn bề trên là lúc đó lại xuất hiện em bé. Thì cái đó lúc đó thì nó là rất là một cái niềm vui quá lớn đối với một người khuyết tật. Đó chính là cái động lực để mà em có thể bỏ hết tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực đi, đúng không? Và niềm vui nó quá lớn là quên hết. Nằm cứ bắt tay lên trán để suy nghĩ làm cách nào tốt nhất có thể cho con mình. Cho con mình. Thôi và nói đến... chung là tới cái phần này đi. Cái phần này là cái phần quan trọng nhất. Đó chính là cái phần mà có thể là đại hội vạch mặt. Sao chị Huệ? Có nhiều lắm. Cái thứ nhất là anh đi nhậu với bạn bè, rồi về muộn, mẹ con chờ cơm, bực mình ha. Mình là người phụ nữ mà đi về nhà mà không thấy chồng đâu, mà con đi một đằng, chồng đi một nẻo, rồi điên lên. Rồi bắt đầu là la rầy lên. Đi kiếm đi kiếm chứ. Rồi anh em mới cứ nói là tại sao tôi đi nhậu chỗ nào bà cũng có mặt. Đi kiếm về mà. Có khi nào mà ổng đi nhậu mà đi về nhà thấy cửa đóng không? Nhốt mình ở ngoài không? Ông có đóng em thì có. Làm sao đóng cái này có luôn. Sự nhầm lẫn nào đó. Các em quên quen cái tay vô thì đóng cửa thôi. Đồng hai mẹ con đi ra ngoài. Ba đi nhậu về thì ba đi vô ba bấm cửa luôn. Thì cửa trước bấm, cửa sau cũng bấm luôn. Thì chìa khóa đâu có đâu vô. Xong đi sang hàng xóm mà tìm được một cái cây thiệt là dài, chọc qua cửa sổ. Ba dậy mở cửa, dậy mở cửa. Ui rồi chọc đại, ba rút luôn cái cây luôn. Thôi khỏi mở luôn. Trời. Làm thêm mấy tiếng đồng hồ nữa thì hai mẹ con vẫn lang thang ở ngoài thôi. Khuya 11, 12 giờ đêm rồi. Thôi tự nhiên tỉnh dậy mở cửa cho dù. Em không biết cho nên là không rồi, có tội anh ha. Rồi ngày mai về ui rồi có chuyện liền. Như vậy là tật xấu là xấu lắm. Còn cái gì nữa? Có siêng năng không? Ôi giời, chẳng bao giờ làm việc gì ăn đó, để đó. Chỉ có một ngày 20 tháng 11 hoặc là 20 tháng 10 hoặc là ngày 8 tháng 3 thì em biết là anh này hôm nay thế nào cũng rửa chén. Em chồng cho 2 ngày luôn. Rồi cho tởn. Nhưng mà đến một năm ông giúp em được 2 lần. Dạ, được rồi, đúng 2 nhiều ngày. Nhiều quá. Đó. Rồi nè, hỏi luôn nè. Anh ấy có lãng mạn không? Hồi nãy chị kể đó, ảnh là một họa sĩ, đúng chưa? Thì họa sĩ thường rất là lãng mạn. Lãng mạn lắm, vẽ tranh cho người khác không à, đâu vẽ tranh cho vợ đâu. À vẽ cho người khác. Dạ. Vẽ cho vợ. Tặng hoa thì ngày 8 tháng 3 của cái năm nhớ mới cưới á, thì còn kêu cái nguyên cái chị bán hoa vô ở gần chợ mà chị vô chị lấy cái bông chị tặng vợ em đi rồi ra nhiều tiền em trả. Là không lãng mạn. Dạ, nói chung là cái miệng mồm thì ghê lắm nhưng mà sao đối với vợ sao tự nhiên tịt hớm em chẳng biết. Em kể luôn đi chắc cô ấy cái tật xấu gì không? Nhưng mà em mà nói tật xấu đây là có anh chị trọng tài với mọi người làm trọng tài nghe. Nghe về nhà là không có chuyện gì hết. Không có sao cả. Có gì nói thật nghe. Trời vật nhất là cái thật nói nhiều. Em không nhận nhiều lúc nó mệt trong người hay là đang vẽ mà cứ nhiều nói thì bỏ cọ đi ra thôi. Giờ cũng còn trẻ này nhưng mà đến khi mà lớn tuổi rồi chắc tôi chịu gì nói. Tôi nằm một chỗ rồi mà cứ nghe cái đài phát thanh nói liên tục thế này thì chắc thua rồi. Còn xấu gì nữa đó thì trong cái nói đây á thì mới lộ ra, mới dần dần mới hiểu vợ mình thực ra là người tốt, có cái gì nói để ngoài hết rồi, không có cái gì nó sâu xa nó thâm hiểm hết rồi. Đến khi nói thật là biết cho quen thì giờ nghiền hay sao. Bà không nói là chịu không nói là chịu không nổi. Không nói là có vấn đề. Bây giờ mà không nghe tiếng vừa nói một ngày chắc chị em chịu không nổi đó. Rồi bây giờ cái đó là không phải trở thành là tật xấu nữa rồi. Bây giờ Phong à, em mong muốn vợ em thay đổi là bớt nói nhiều không, hay là mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thì bây giờ mong muốn nhất thì bây giờ mỗi người rút kinh nghiệm một chút để hướng về một cái gì đó cho nhau, cho gia đình và cho tương lai. Đó, điểm sao bây giờ chỉ có hai vợ chồng thì có mỗi một em bé thôi, làm sao mà để cho con nó đủ điều kiện để học cho nên người. Thế là cái điều mà em mong muốn nhất. Thế nên là bây giờ cái đau ốm của em nó cũng nó quên đi. Thậm chí bây giờ em ngồi đây vẫn đau đó. Cái di chứng nó để lại là nó đau liên tục. Tức là em bị cái gì mà cái di chứng? Tức là em bị tai nạn gãy cuộc sống. Nói chung là cái di chứng nó nhiều lắm. Rồi bây giờ là nó cứ trở trời là nó đau đúng không? Nó đau lắm. Bây giờ mà nhắc đến là nó đau ngay tại chỗ đây. Nhưng mà mình làm cái điều gì đó, cố gắng làm cái gì đó hướng tới cái đẹp, hướng tới cái vui. Này, thấy vợ mình có đẹp hay không đẹp cũng là thấy đẹp. Nhưng mà vậy em còn nhậu không? Dạ không chị. Em bị cái đó đợt này em bệnh nặng lắm. Em uống không được, đặc biệt là không uống rượu thì hạnh phúc nó cao hơn nhiều. Rồi bây giờ tới chị Huệ. Chị mong muốn anh Phong thay đổi điều gì? Thì em cũng chỉ muốn chồng em là nếu như mà sau này mà có trở lại như là hết bệnh đi. Tại vì anh bị lao cột sống nên là uống cái thuốc đó nó rất là ảnh hưởng tới sức khỏe. Và mong muốn sau này mà nếu mà uống hết thuốc mà trở lại được có sức khỏe lại thì không nên bia rượu nữa. Mặc dù ít cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Thì em thì cũng lớn tuổi rồi, thành ra là không có đủ sức để chăm sóc ẵm bồng lên xuống nữa. Nên là giữ sức khỏe mỗi người một tí thì gia đình nó tốt hơn, với lại để tập trung vào để quan tâm và dạy con, cho con nó ăn học đến nơi đến chốn. Em chỉ mong muốn vậy thôi. Chị thấy như vậy nè, cái mong muốn của cả hai vợ chồng là rất là giống nhau luôn. Cả hai người bây giờ cảm nhận được là tất cả mọi điều mình đang có, mình sắp có, mình đã có đều dành cho cô bé xinh xắn kia. Cô bé xinh xắn kia năm nay là được 8 tuổi rồi đúng không? Dạ, 8 tuổi. Cái tuổi này á, nó rất cần tâm sự luôn á.
em sẽ tìm được cái niềm vui ngoài rượu. Nó sẽ kể cho mình nghe những cái chuyện mà rất là vui. Tại vì con chị là năm nay là cháu 12 tuổi, cho nên là chị hiểu được là những đứa con gái từ cái tuổi này cho đến lúc nó dậy thì nó sẽ cần cái tâm sự với mình. Và mong cho anh chị sẽ luôn luôn gặp được những niềm vui nha. Dạ, chúc anh chị được sức khỏe. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên Nguyễn Thanh Phương, hiện là nhân viên văn phòng, năm nay 31 tuổi. Thế còn em? Em là Hồ Thị Hải Yến, năm nay em 30 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Thế ra hai bạn cơ duyên nào mà gặp nhau? Cái hồi mà em chở bạn em đi học quân sự, cô bạn mới nói em chở xuống đây ta giới thiệu cho mấy đứa bạn, có người chọn đứa nào ta giới thiệu cho. Thế là em xuống thì em mới thấy vợ em có một cái điều đặc biệt. Lúc đó em lại nói với cô bạn em là em chọn cô này. Tức là em nói là vợ em có điều đặc biệt cho nên em mới chọn vợ em. Thì đặc biệt ở điểm nào? Thứ nhất thì trong đám bạn thì lại vợ em là người cao nhất. Rồi thứ hai nữa là cái chân mày thì không biết sao em thấy lúc đó thấy dữ dữ. Chân mày dữ dữ hả? Chân mày nó có dữ đâu ta? Dạ tại hồi đó em chắc mới điệu điệu xong rồi tự cạo lông mày em hơi lè một chút cho nên nó hơi sắc. Nhưng mà hơi sắc mình nhờ cái sắc đó mà có chồng đó. Dạ chắc vậy. Rồi cái thời gian cưa cẩm nhau như vậy á thì đến bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Dạ 3 tháng. Là 3 tháng rồi bắt đầu mới chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi các bạn yêu nhau bao lâu á thì cưới nhau? Dạ 5 năm. 5 năm. Dạ. Trong thời gian 5 năm đó suôn sẻ không? Em cũng đòi chia tay nhiều lắm nhưng mà nhớ nhất là 2 đợt chia tay quyết định nhưng mà lại không được. Cái vấn đề chia tay đó là lý do gì? Là lý do dạ tại vì hồi đó nói chung là em thấy em với ảnh thì còn khó khăn á, em nghĩ không biết sau này lấy nhau về thì như thế nào. Em mới nói với chồng em là thôi mình chia tay đi. Vợ em đòi chia tay là vì vấn đề kinh tế, không thấy buồn không? Lúc đó kinh tế đúng khó khăn thật. Thì em mới nói này, hai mình cùng nhau hợp sức thì nó cũng lên thôi, từ từ chứ mình cứ đòi một lần để nó giàu có lên thì đâu có được. Mãi xong cuối cùng vợ lại đồng ý, thế là quay lại. Nhưng mà cái lý do gì mà em lại sợ về vấn đề kinh tế? Ảnh thì nhà cũng có đông anh em, anh là đầu, anh là cả. Em thì cũng là chị cả luôn, em cũng sợ sau này nếu mà hai bên như vậy thì sẽ khó cho nhau. Trách nhiệm nó lớn quá phải không? Bây giờ coi như là bỏ qua những cái khó khăn đi. Thì đám cưới của bạn có diễn ra suôn sẻ? Cái khó khăn lớn nhất của bọn em lúc đó là kinh tế. Thì đám cưới là bọn em cũng phải đi vay mượn tiền mà. Thường thì đám cưới là phải tổ chức nè, đặt nhà hàng nè, rồi trước đó là phải đi chụp hình cưới nè. Thì hai vợ chồng bạn chuẩn bị như thế nào? Em thì lúc đó em mới nói vợ đi thôi, giờ mình khó khăn quá, chụp tấm đệ ở cổng thôi chứ không phải chụp album gì á. Giờ tiền đâu chụp album. Thì vợ cũng nói thì thôi khó khăn quá chụp tấm thôi. Chụp con tấm cưới nó thiệt luôn vậy hả? Dạ, chụp đúng con tấm về rồi, treo cổng. Rồi sau khi đám cưới cho tới bây giờ các bạn có tổ chức một cái buổi nào để chụp lại không? Dạ cũng không ạ. Tức là hiện giờ là cưới được mấy năm? Dạ cưới được gần 3 năm. 5 năm yêu nhau rồi 3 năm sống chung với nhau mà chưa có cái album cưới. Dạ. Cái lúc đó em có thấy em buồn, em chạnh lòng không? Thì thực ra em cũng thấy tủi thân và tủi tới bây giờ luôn á, nghe kể lại cũng vẫn còn tủi. Nhưng mà hoàn cảnh như vậy thì em cũng phải theo. Dạ. Mà chị hỏi thăm nè, tụi em làm nghề gì ha? Dạ em thì làm xuất nhập khẩu. Thu nhập khá không? Dạ thì cũng 7 triệu một tháng vậy. Còn em? Dạ em thì em làm nhân viên văn phòng cho một cái văn phòng luật sư. Cái thu nhập được không? Dạ thu nhập của em thì 8 triệu một tháng. Vậy là bây giờ vợ chồng thu nhập cũng được rồi chứ hả? Dạ. Chứ tại sao tụi em chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ đi làm một cái album cưới trở lại? Em thì em cũng có nghĩ tới là vậy, nhưng mà tại vì bây giờ nếu mà làm cho đẹp thì cũng chắc cũng chưa tới khả năng, nhưng mà làm mà xấu thì cũng không thích, thôi để dành lúc nào mà làm được đẹp thì làm luôn. Trời ơi, nhưng mà lỡ đúng không mình hết đẹp thì sao? Đó là giờ con em cũng đang còn nhỏ nên là thôi đợi nó lớn phải chụp chung. Nắm nó chụp chung luôn đúng không? Dạ. Ồ vậy là con được dạ 20 tháng rồi. 20 tháng à. Thôi thì thôi chị cũng báo cho tụi em biết luôn là hôm nay chương trình đã tặng tụi em một cái album đó. Dạ. Và sau đây tụi em không phải lo lắng gì cái vấn đề mà cái thu nhập làm sao để chi tiêu để mình có được một cái album kỷ niệm cho cái cuộc đời của mình nữa. Và để bù đắp lại cái sự tuổi thân của em thì với album đám cưới đó thì nói chung là riêng anh sẽ tặng cho hai em 2-3 tấm mà có sự xuất hiện của một cặp minh họa là Hồng Vân Quốc Thuận. Dạ. Cảm ơn. Rồi, bây giờ vui quá, giờ phải kể chuyện vui. Bây giờ kể chuyện vui ha. Đúng rồi. Bây giờ để nha, về rồi em có phát hiện ở chồng em có cái gì đó
Có hiền không? Có hiền không? Dạ thì anh thì không phải là dữ, nhưng mà nói chung là không có để tâm gì đến vợ con hết. Ham chơi, ham đá banh rồi. Còn vợ con đâu thì anh kệ. Đi làm về em, vợ hoặc là bạn bè rủ đi banh đi liền. Cho nên nhiều khi vợ cũng nói giờ. Thực ra em thì em cũng không có quản lý chuyện đó lắm. Nhưng mà để ý là vợ con muốn cái gì. Chẳng hạn như khi vợ có bầu đi, lên tìm hiểu coi nếu mà trong thời gian có bầu thì vợ cần những gì. Không có con á, thì cũng còn nhỏ thì mình phải tìm hiểu cái con nó cần cái gì, mình cần dạy bảo những cái gì. Anh cũng không có để tâm gì đó. Về nhà là chơi với con tí, chán rồi lại thôi, lại đi nghỉ. Anh mệt cho em nghỉ chứ. Rồi em để tâm cái gì? Em thì em thích chồng em quan tâm ở ngoài đường á. Ngoài đường cái gì ở ngoài đường? Chẳng hạn như trời chưa dựng xe kịp đâu về tới nhà, trời anh thấy tai nạn nó ghê quá. Rồi thấy nhỏ đó đi ra đường mặc đồ gì kịp cục, mặc thì ngắn rồi thở rồi. Nhưng mà anh ấy là thuộc dạng là quan tâm xã hội. Dạ. Rồi ngoài ra thì còn có gì không? Dạ, chồng em thì có hơi chút gia trưởng. Chẳng hạn như là đi chợ nấu ăn không phải là chuyện của đàn ông, em cũng phải làm hết à. Thì em nghĩ là thời ở nhà là bố mẹ vậy. Bố thì làm những cái việc ngoài, còn mẹ thì lo việc bếp núc vì chợ búa. Em thì em thấy quen với truyền thống à. Nhưng mà lúc mà vợ em nấu nướng hay là đi chợ thì con ai trông? Có ông ngoại, bà ngoại trông. Bây giờ vẫn vậy luôn? Nói chung là em chưa huấn luyện được chồng em. Chồng huấn luyện hả? Thường là gia trưởng á, thì mới là huấn luyện vợ. Còn ở đây thì mét chồng là chồng gia trưởng, nhưng mà vợ thì buộc miệng nói câu là em chưa kịp huấn luyện chồng em. Cuối cùng ở nhà em là ai kèo trên, ai kèo dưới? Dạ, em thấy giống như em thì trên một tí, nhưng mà trên cũng không làm được gì hết chị. Đâu cũng là đó rồi, em nói nhiều cũng vậy ra. Ông này gia trưởng, còn bên này mà tổ trưởng. Vợ em trên một tí là trên sao? À, thì em thấy thì thôi những cái đó là của vợ làm, mình đâu có làm gì, mình đi làm việc ở ngoài thôi. Cái xong rồi vợ thì lại không thích chuyện vậy, lại cằn nhằn. Vợ em cũng đi làm ngoài vậy? Em cũng biết là vậy, nhưng mà xong rồi vợ cứ cằn nhằn thì thôi mình cố làm cho nó qua loa. Làm kiểu như làm cho qua chuyện vậy. Nhưng mà có nóng tính, có cập tính không? Dạ không, em thì vợ em á. À vợ em thì thôi, mỗi lần hai vợ chồng mà có gì mà cái là quăng đồ liền. Có lần quăng cái kính xong rồi, có lần quăng luôn cái điện thoại. Mà may có điện thoại em là bảo vệ trước rồi, nó hư. Em nóng tính lắm hả? Chị thấy vợ em thì bình thường thì nó bình thường, nhưng mà tới lúc cãi nhau lên lại quạo. Quạo xong rồi quăng đồ, mà có gì tay quăng liền à. Nói những lúc đó thì em sao? Thì em lại lượm lại. Quăng xong em đi lượm lại. Rồi bây giờ em mong muốn thay đổi chồng em á, thì em muốn điều gì nhất? Để vợ con một chút, đừng có để ngoài đường nhiều quá. Còn em? Em thì em thấy vợ em thì cũng ok, nhưng mà em chỉ khuyên vợ em là nên mình nói chứ. Nhiều khi mình nóng đồ đạc mình phải giữ lại chứ. Tự nhiên mình quăng đi, tự nhiên mình phải mua lại tốn tiền bộ. Có nghĩa là phải biết giữ của chung. Với lại bớt cằn nhằn lại. Chị nghĩ vậy nè em, thực ra ở cái thời đại này á, cái chuyện mà người đàn ông mà đi siêu thị nè, hay là đi mua những cái gì mà cần thiết cho gia đình mình hoặc cho bản thân mình, nó là điều bình thường lắm rồi. Bỏ suy nghĩ ra đi, cái đó em thì... em thấy những người đó dễ thương á chị. Dễ thương vô cùng mà. Cái em ước ao vậy đó. Xin giới thiệu với em, chợ gần nhà anh, bà bán cá, bà bán tôm, bà bán rau, bà nào cũng biết tên anh. Vì anh đi lẫn mặt nhưng anh đi chợ thường xuyên, anh thấy bình thường đó. Và rất là vui. Đó thì chị muốn nói cái điều đó là như vậy nè. Em đừng nghĩ rằng đàn ông mà làm những việc của phụ nữ là kỳ cục, không có đâu. Bây giờ cái người đàn ông văn minh hiện đại là những người mà phải biết làm tất cả những cái việc mà phụ nữ họ làm, thậm chí làm còn giỏi hơn những người phụ nữ nữa. Thì chị nghĩ rằng em nên thay đổi cái suy nghĩ đó của mình. Còn ngược lại chồng em muốn em là đừng đập đồ là cái điều đó cũng quá chính xác luôn. Tại vì đã không có đủ tiền làm cái album rồi, đúng không? Tự dưng bây giờ đi đập đồ rồi ói tiền ra mua nữa. Có những cái không thể nào mà không mua được, đúng không em? Dạ. Như điện thoại hay chén đũa gì buộc lòng phải mua. Thì tại sao mình lại làm cái điều như vậy, rồi lỡ con mình nó thấy cái hình ảnh đó, mốt nó bắt chước nữa, cả nhà thi nhau đập đồ chết luôn à, đúng không? Dạ. Rồi thôi đừng đập đồ nữa, hứa đi. Vợ em hứa bớt đập đồ thì em cũng hứa luôn là em bỏ cái tư tưởng là gia trưởng đi. Em phải là một người đàn ông văn minh hiện đại, hiểu không? Hai chồng hứa đi, xong cái ôm nhau một cái, hôn nhau một cái. Qua chương trình này thì với lại qua sự góp ý của chị Hồng Vân, Quốc Thịnh, thì em nghĩ em sẽ thay đổi được cái mong muốn của vợ. Đó, thấy chưa? Đó. Một lời còn hứa em đó. Dạ, em cũng hứa là em sẽ cố kiềm chế, sẽ nói với chồng nhẹ nhàng hơn. Rồi và tuyệt đối, đúng rồi, và tuyệt đối không đập đồ. Rồi, và anh cũng hứa là chút nữa anh với chị Hồng Vân sẽ minh họa cho cái album cưới cho em. Dạ. Rồi, ông nhau cái coi. Cảm ơn. Ồ trời ơi. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Nguyễn Quốc Thanh.
Năm nay 30 tuổi, hiện đang làm kỹ sư thiết kế chip điện tử, đang làm việc, sống và làm việc ở Singapore. Có nghĩa là em ở bên đó em làm việc rồi lâu lâu mới về. Dạ. Vì rất là thích chương trình này nên là tối hôm qua chồng em mới bay về đây. Em có đi qua bên đó ở theo chồng không? Dạ không, em ở đây ạ. Ở đây à? Em tên là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, em là giáo viên mầm non và năm nay em 27 tuổi. Thì trước tiên trò chuyện các bạn thì xin đại diện chương trình trước tiên là cảm ơn về sự xuất hiện của hai bạn đến với chương trình và chồng sau. Dạ. Vậy là cái chương trình là do em đăng ký phải không? Dạ, em thích chương trình này rất là lâu lâu rồi mà em tìm cách đăng ký mà không biết làm sao hết. Cái em lên em tìm fanpage. Vậy á. Rồi lúc mà em đề nghị với chồng em tham gia chương trình thì chồng em có đồng ý liền không? Cái công việc bên chồng em rất là bận rộn, rất là khó để xin về, nhưng mà em thích quá. Thế là chồng em phải chịu em. Dạ. Vậy đó hả? Tại vì chồng em không có được nghỉ thứ hai, thứ ba, thứ tư nên là đi về để qua chương trình rồi qua lại. Đi qua lại. Thế mà cơ duyên nào tụi em gặp nhau vậy? Tụi em được làm mai. Cô hiệu trưởng là bạn thân của cô ruột của chồng em á. Thấy em cứ đi về về mình á, lúc đó em mới chia tay. Mà bạn chồng em chia tay lâu rồi mà không chịu quen ai hết á. Cái cạo trong bắt đầu. Trời ơi. Trời ơi. Sao vậy không? Sao tôi té là mày gì? Cạo đầu rồi tôi thấy là không ổn rồi đó. Cái chiêu này hơi bị độc á. Độc nghe. Sao vậy em, xem không chịu quen ai mà em phải dùng cái chiêu đó để mà né quen? Trời, tại vì á, lúc đầu á nhà em thấy em chia tay thành ra buồn. Thành ra muốn giới thiệu nhiều bạn gái cho em. Thích mà giới thiệu em ghét hơn. Vậy đó, vậy tại sao lúc mà giới thiệu cô này thì em lại chịu? Dạ tại vì á là vợ em chưa chịu. Đầu tiên là quen nhau gặp nhau á là giới thiệu trên Facebook, đăng ký trên Facebook á tuổi á là 26, nhưng mà lúc mà gặp mà nói chuyện điện thoại á y như là 14 tuổi vậy. Làm cho em có sự tò mò, em muốn gặp liền. Kỳ ấy. Cái giọng 14 tuổi là nó khác với giọng 26 đó nha. Dạ, giờ em biểu diễn nha. Cái giọng em sao? Nói thử coi. Dạ tại vì là em dạy mầm non. Dạ nên là mỗi lần mà em nói chuyện là cứ dạ em nghe nè anh nói ô em nói thiệt là em bao nhiêu tuổi vậy? Anh nói dạ em 26. Em đừng có giỡn anh nha. Không mà giọng em như đứa con nít vậy. Không, em 26 tuổi. Dạ. Nghe điện thoại xong thấy chà gặp cái bộ được rồi nha. Dạ. Tính là thích cà mò. Đúng rồi. Hẹn một cái đi cà phê. Rồi xong cái hôm mà gặp nhau ở cà phê là em có bị sốc không? Dạ em sốc chồng em toàn tập. Ủa? Dạ tại vì là em nhìn hình trên Facebook rất là đẹp trai. Cái tính em cũng thích trai đẹp chút. Cho nên là khi mà hẹn cà phê thì ảnh đến nhà em, ảnh đón em. Xong nhìn cắt trời ơi, táo quả luôn. Mặc một cái quần tà lõn, đi đôi dép là đẹp đẹp vậy mà cao thùng. Đúng rồi, tóc mọc chưa? Đúng rồi, em mọc tóc rồi. Còn nhưng cái cảm xúc của em với vợ sao? Cảm xúc đầu tiên của em là vợ em chơi chiêu với em. Hai mươi mấy tuổi mà nói chuyện nhân nít. Cái em mới chơi chiêu lại. Tại nhà ông nội em có chiếc mobilet đó. Đó, em đi là mobilet. Mặc xà lõn. Xà lõn. Dạ. Như là lái xe ôm vậy đó. Em tới gặp vợ em. Nhưng mà em gặp vợ em ngoài đời là em có sốc không? Tại vợ em quá đẹp. Dạ sốc. Gặp sốc liền. Trời ơi, sao ăn mặc như đám cưới vậy? Ủa vậy đó. Dạ tại vì là em hơi điệu một xíu xíu thôi. Cho nên là khi mà lần đầu tiên anh đi gặp nên em muốn tạo ấn tượng. Mà hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau vậy đó. Dạ. Cho nên là khi mà đi uống cà phê ai cũng nhìn hai đứa hết. Mà lúc đó anh hỏi thiệt nghe tâm lý của em lúc đó là em muốn chạy ngay về nhà để mà em thay cái simi không? Dạ không. Không. Dạ em lỡ đi vậy là em đi luôn rồi. Rồi vô trong cà phê rồi như thế nào? Em nghĩ là chắc là đường tôi đi được đâu anh đi rồi. Đúng rồi. Sợ quá đúng không? Yeah. Sao nghe em nói em thấy chạy. Có bộ được có thể tiến tới cái em bắt đầu thay đồ bảnh lên liền. Thay đổi lại đúng như là con người của em. Coi như đồ bảnh là đồ lần thứ nhì gặp lần là mặc đồ bảnh. Mặc đồ bảnh. Cảm xúc sao? Thích liền. Dễ thương quá vậy. Thôi thích liền như vậy thì à. Cái cuộc mà theo đuổi của hai bạn diễn ra trong bao lâu thì hai bạn mới đi đến đám cưới? 3 tháng. Trời. 3 tháng là đám nói. Dạ. Xí, tức là lúc đó là em đã làm việc ở Singapore chưa? Dạ chưa. Chưa phải không? Dạ. Chứ không là 3 tháng mà đi về sạc nghiệp luôn á. Đúng không? Việt Nam. Đúng chưa? Ủa như vậy hai bạn đã lấy nhau bao lâu? Hơn 14 tháng mấy ngày. À, vậy thì cái đám cưới của các em diễn ra có suôn sẻ không? Dạ đám cưới của tụi em thì được gia đình bên vợ, gia đình bên nhà em giúp đỡ rất là nhiều. Nhưng mà do tụi em thích kinh doanh riêng. Kinh doanh riêng là sao? Là em có đầu tư một số tiền mua bất động sản. Và lúc đó là hai vợ chồng em phải chuẩn bị tiền để đám cưới cho nên phải số tiền để mà mua đó là quá lớn nên là hai tụi em phải đi vay mượn ngân hàng mà giấu ở nhà chồng, cho nên là khi mà tổ chức đám cưới xong thì hai đứa em muốn méo mặt luôn. Đã mượn ngân hàng nhiều không? Dạ nhiều. Cũng nhiều. Nói đi đừng giấu.
À, 500 triệu. Để làm đám cưới hay là 500 triệu để làm để cái công việc nhà đất? Nhà đất, mua đất. Đất này. Bây giờ 500 triệu đó trả nợ hết chưa? Gần. Tại vì chồng em đi qua bên kia làm việc thì cũng trang trải được nhiều thứ. Tôi mong rằng là sau chương trình này thì hai vợ chồng bạn sẽ thăng tiến hơn nữa, công việc tốt hơn nữa để mà mau chóng trả hết nợ. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ cưới về rồi 7 tháng sau chồng em thì qua bên kia làm việc. Dạ. Vậy thì vợ chồng của hai bạn cuộc sống nó như thế nào? Em khóc hoài tại em nhớ chồng á, nên là đêm nào em cũng khóc tới 2-3 giờ sáng mới đi ngủ, mà em nói dối rồi mà. Vậy nói dối chồng là không khóc á? Dạ. Chắc nói chuyện với nhau qua webcam rồi. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Em thấy giờ em khóc là em lo, em làm được. Giờ em hay nói dối, không sao đâu. Em là ở đây là với bên ba mẹ? Dạ em ở đây với ba mẹ chồng. Ở chung với ba mẹ dạ, chồng? Dạ em ở chung với ba mẹ chồng. Rồi cái khó khăn của em á, có không khi mà ở chung với ba mẹ chồng mà không có chồng bên cạnh? Chỉ có cái là tối về em ngủ một mình, em ngủ không có được. Từ ngày chồng em đi em mất ngủ tới giờ này. Trời đất, mất ngủ mà còn đẹp dữ vậy đó hả? Dạ. Ôi, ngủ đầy đủ chắc đẹp dữ nữa hả? Đó là nhớ chồng, xa hơi chồng vậy. Dạ. Không ngủ được. Dạ. Chị có ăn được không? Không. Ba chồng em nói là ba gọi điện thoại và ba mét 48kg, xong rồi về em kiểm tra lại còn có 43kg. Trời ơi, xuống gì tới 5kg. Dạ. Dữ vậy, tội nghiệp quá à. Thì thực ra bây giờ cuộc sống của các bạn chắc các bạn cũng không có phát hiện gì mà nó dễ sợ sau cái hôn nhân đúng không? Có ở gần nhau đâu phát hiện? Có nhiều cái dễ sợ lắm chị. À, phát hiện hả? À? Dạ. Trời, hay vậy? Phát hiện là những tính xấu của nhau. Không giờ, trời. Bây giờ người nào xung phong kể trước. Em kể trước. Vợ em á, có nhiều tính xấu lắm, nhưng mà em kể ra 2-3 cái. Nổi bật nhất, thứ nhất á là hay chụp hình tự sướng. Đi đám ma cũng chụp hình tự sướng. Trời ơi. Trời, người ta có chuyện buồn mà ngồi chụp hình tự sướng mà cười. Dạ. Trời, nhà nhất đi đám chưa? Giống anh Bin vậy. Dạ. Chưa hết. Đi xem kịch của chị hình Hồng Vân về. Chụp hình tự sướng bằng chân, về cũng bắt trước, kẹp cái điện thoại vô chân chụp hình. Cái thứ hai á, hay cười hô hố. Chết cha, sao em nói chị vậy? Tại nhà em á, ông bà nội cũng lớn rồi, ông bà nội là hơn 80 rồi. Dạ, mỗi lần mà vợ em coi phim hài á, là cười hô hố lên. Mà già cười hô hố thì bị tim chết á. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, thứ ba là hay mổ đầu, tức là vợ em có cái răng khểnh như này nè. Mà nó ngứa, răng không biết ngứa sao á, gặp cái gì á, cũng mổ hết á. Trời ơi, mổ có khi sưng cục lên đầu em phải đi mổ. Mổ đầu em hả? Mổ đầu em nè. Nghĩa là ngứa nú răng khểnh là mổ vậy hả? Trời ơi, cũng may không phải vợ tôi. Mổ chắc nghiêng chắc lũng hết luôn. Tại vì người ta có tóc, người ta còn có lông đền. Tôi mổ cái giống lũng hết luôn. Còn ổng thì sao? Chồng em á, đi nhà vệ sinh đó chị. Chồng em mỗi lần đi nhà vệ sinh là vô đó ngồi nửa tiếng. Hỏi chi vậy anh? Thế hôm chứ làm gì vậy? Dạ lấy điện thoại chơi game. Phải chơi hết màn rồi mới đi ra chứ chưa hết màn ngủ trong chơi hoài á. Dạ. Trời ơi, cảm giác nó thi vị lắm em. Thứ hai nữa, ăn cơm á chị, đàn ông gì đâu mà ăn cơm phải từ 1.5 tiếng tới 2 tiếng cho lên nè. Có bữa chứ em đi làm về mệt rồi, hai vợ chồng cùng ăn cơm, em ăn xong em lên nhà em tắm rửa rồi em xuống em dọn dẹp sơ rồi nửa chén cơm chưa xong nữa, xong đó trời ơi chắc em phải đẻ con đấy, em đút hai tay hai cho con luôn đi cho rồi, mệt quá chịu không nổi. Dạ không, mà cái đó nghề của em mà. Dạ đúng rồi. Để còn gì nữa không? Hay tắm trắng. Có bắt em tắm theo không? Dạ bắt em tắm giùm. Tắm giùm hả? Dạ. Nghĩa là mua dược liệu. Mua dược liệu về sau về bắt em tắm đúng không? Dạ. Phía sau lưng á tắm được á. Cái chồng ơi chồng, ra phụ vợ kỳ lưng chứ mà mỗi lần vô tắm á, cái mùi á nó khai là khai. Mà tắm trong phòng đúng không? Tắm phòng vệ sinh. Còn gì nữa không? Dạ còn. Mỗi lần chồng em đi đường á, em rất là bực bội. Em thì là một đứa rất là nhanh, làm gì cũng muốn nhanh cho xong, còn chồng em là cứ từ từ vậy. Ví dụ như là nhìn thấy chưa có tới đèn vàng, nó sắp xỉ đèn vàng thôi cũng khắn lại vậy nè, các em nói chồng chồng em nói thôi không được đâu. Bởi vậy nên là mỗi lần leo lên xe là hai vợ chồng cãi nhau vì cái vụ mà đèn xanh đèn đỏ hoài. Thực ra bây giờ mặc dù đã có để lễ cưới, đã có tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà bởi vì cái địa lý xa nhau nhiều á, đâm ra nó vẫn giống như là hồi còn đang yêu. Đang yêu á chị. Vẫn còn phải khát khao đợi chờ rồi thấp thỏm nhớ mong đó. Đúng rồi cho chị. Nên hiện giờ thời gian này nó vẫn còn đang rất là đẹp. Dạ. Như những cái mà các bạn kể xấu về nhau á là những cái nó cũng rất là dễ thương. Nhưng mà sau này em yên tâm đi, khi nào có con tự động mấy cái đó hết liền. Không có thời gian để cho vợ em nhõng nhẽo kiểu đó đâu, là phải chăm con rồi. Dạ. Em yên tâm điều đó. Bây giờ nó lại là một cái thi vị, cái đáng yêu của vợ đúng không? Em có muốn vợ em thay đổi điều đó không? Không muốn vợ thay đổi. Thấy chưa? Rất là dễ thương. Còn em có muốn chồng em thay đổi cái gì không? Đi vệ sinh thì đi nhanh một chút xíu, hoặc là ăn cơm ăn nhanh một chút xíu. Tại lúc nào em cũng đợi chồng em muốn ngủ gục luôn à. Dạ. Sau này có con phải tự động phải làm điều đó hết à. Với cặp vợ chồng của các bạn á, thì không biết nói gì hơn là chỉ biết chúc các bạn là sớm đoàn viên với nhau. Yeah. Rồi sẽ có em bé để mà cô vợ sẽ bớt đi cái nhõng nhẽo một chút. Anh chồng thì nhanh nhẹn lên một chút. Yeah. Sẽ có một gia đình thật là hạnh phúc. Yeah. Chị cũng hết hồn, chị tưởng là gần Bin nó tham gia vợ chồng son luôn á. Nó nghe nè, sáng nay mới cạo đúng không? Anh cũng mới cạo luôn. Hai anh em mình được cái bóng lưỡng.
À, rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. Em sinh năm 1989. 1989 là nhiêu tuổi ta? Bây giờ anh chị cộng trừ nhân chia nó dở lắm. Rồi. Năm nay nếu mà tính luôn là 32. 32. Trẻ trung say đắm quá. Dạ. Trẻ hơn số tuổi. À, nghe. Cảm ơn anh. Rồi, nghề nghiệp ở đâu? À, em hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. Nhóm hát. À, và em đánh DJ thêm. À, có chơi DJ nữa hả? Dạ. Ủa, em hát nhóm nào vậy? Giới thiệu luôn đi. Em hát nhóm The Queen. Queen. Dạ, không biết anh em mình gặp nhau chưa ta? Dạ chắc cũng có. Anh nghe cái tên này quen lắm đó nghe, The Queen. Rồi, mời ông xã. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt. Em năm nay 35 tuổi. Dạ, hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát. Cô ca sĩ là coi như là dưới sự điều hành cả cuộc sống lẫn sự nghiệp của một anh quản lý. Đó, nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sao? Dạ sao anh? Sao? Dạ. Thì quản lý xong rồi quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Em đoán đi, em làm thầy bói coi. Chắc có nghĩa là cơ không. Cơ duyên hai người gặp nhau nè. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá. Mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. À, có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua. Và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ trước là em đi hát chung với chị hai của ảnh. Là nhóm Trendy Girls. Sau đó em mới nhóm nghỉ thời gian thì em mới làm nhóm mới. Nhưng mà anh đoán nó có đúng cái phần nào không em? Không. Dạ hơi sai chút xíu. Bé nó lịch sự quá chị. Nghe bé nói là chị biết là không đúng. Bé nó lịch sự hết sức luôn. Hơi sai. Thôi bây giờ đừng để anh đoán nữa. Tại chị một chỉ có hay kêu anh đoán lắm. Không? Khoái cười. Khoái cười chứ nó nổi đâu. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm em. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết trơn. Người ta cũng trúng bộ, lâu lâu cũng trúng miếng. Rồi bây giờ thôi nè. Vậy thì hai vợ chồng kể cho anh nghe đi. Đó, cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ, là trước khi mà em biết ảnh á, là em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Đó, em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Và lúc đó thì ảnh chưa có vào nghệ thuật, chưa có quản lý em. Lúc đó làm gì? Dạ, ảnh làm bên cơ quan nhà nước. Rồi. Sau đó thì tụi em mới biết nhau, thì thông qua chị thôi. Cái lần đó là hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? À nếu mà tính ra là cũng 14-15 năm. Nhưng mà cái khi mà em thấy cô bé này đi hát chung với chị của mình á, thì cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Thì lúc đó em thấy cũng xinh. Xinh nhưng mà bây giờ hay là hơn bây giờ hay thua bây giờ? Nói thiệt. Thiệt không bằng giờ chị, không bằng giờ. Không bằng giờ. Thì anh nói là anh về anh chăm chăm đẹp hơn xưa đó. Là xinh, là em thích liền không? Đó. Em có thích liền không? Dạ chưa chị. Cái chưa duyên tới thôi chứ lúc đó là thực tế là em chưa có cảm xúc với lại vợ em. Cảm xúc mà chị biết là thấy cô bé này dễ thương đó. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Đâu, hồi xưa là hot boy anh. Còn em sao? Em nói luôn đi, em nói cái cảm giác khi mà em gặp anh này lúc... Nói chung là em gặp anh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều. Mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ, thường em thấy ai mà mặc đồ bảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là... sao ta? Đào hoa lắm. Đúng rồi anh, cảm giác em thấy không có được... tin tưởng là an lắm. Tâm đúng không? Đúng rồi. Dạ, đúng. Càng hot boy thì là em sẽ không nhìn tới. Nhưng mà cái bề ngoài của ảnh á là nó có khác với cái tâm hồn và cái tính tình của ảnh không? Tức là ở ngoài thì nhìn như đào hoa nhưng mà ở bên trong nói chuyện có hiền lành, có tạo thiện cảm với mình hay không? Thì nói chung là rất là lịch sự, nói chuyện cũng rất là dễ thương, nhưng mà kiểu như là do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm thấy em ghét. Lúc đó là em bây giờ là ba mấy mà gặp lúc đó ảnh nhiêu tuổi là mười mấy năm. Lúc đó em học lớp 10, lớp 11. À giờ chưa được 18 luôn đúng không? Thì thường là mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Đúng rồi. Nó có một cái gì đó mà cái nó tâm tính nó kỳ mưa lắm. Nắng kỳ cục. Nó mưa nắng lắm mà nó giống như nhiều khi nó thích đó. Rồi đến khi nào thì hai đứa bắt đầu quen nhau? Để nói cho nghe, nhiều khi nó thích đó nhưng mà làm bộ nó không thích. Hiểu không? Em có cảm giác gì không? Em có cảm giác con bé nó nhìn mình nó cũng ngã đó, nó cũng đổ đó. Nhưng mà nó xạo xạo, nó làm bộ, nó chứng tỏ ra đây là có không?
lúc đó em cũng không nghĩ tới. Vậy hả? Dạ. À. Sao quen? Tại vì nói chung là tại vì lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. À. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Ồ vậy. À. Mà cuối cùng á người ta không có dính. Mà không dính. Mà dính không? Chà, vậy lý do gì dính ta? Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Thằng em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im im nó láo láo. À. Vậy đó tự nhiên cái bà lại vô tình những cái thằng im im nó lại là dạ, chú rồi. Ý. Dạ đúng rồi. Đúng cố không? Tình im để cho mình chú ý. Tâm. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa. Thì mấy anh mấy đứa em á rủ đi đi chùa đêm giao thừa. Mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi á. Còn có hai đứa em mà em đã lỡ xin nhà cho đi rồi. Mà bây giờ ở nhà thì bị quê. Thôi giờ hai đứa đi luôn. Có mình hai đứa thôi. Là thế là đi vô chùa, là chùa Vĩnh Nghiêm á. Là tụi em đi vô chùa cúng xong xuôi, lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện thấy đơ thấy kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ổng nói thôi mệt quá, bây giờ nắm tay luôn đi. Kỳ quá. Là lúc đó là quen luôn. Đúng là quen luôn. Là dính luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó mới 17, 18, 17. Chứng giám đó. Vừa ra xong là coi như là dạ, quen rồi. Luôn. Cho nên mai mốt người ta hỏi ô lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Rồi sau đó là tình cảm của các em nó nảy nở, nó nhiều kỷ niệm đẹp không? Hay là nó gặp trắc trở? Dạ lúc đó thì vẫn chưa đâu. Tại vì cứ nghĩ là quen đi thử coi làm sao. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đầu không? Còn anh. Còn giấu em á. Nhưng mà có khi như vậy nào? Như vậy là có nghĩa là bạn này bạn nói giấu, như vậy có nghĩa là đã có cái sự chẳng hạn như là bắt cá hai tay chẳng hạn. Có không? Không chị, tức là trong cái thời gian quen á thì hai đứa thì vẫn quen bình thường. Nhưng mà những bạn gái cũ hay nhắn tin rồi rủ đi ăn sáng này nọ. Cái vô tình em phát hiện thôi. Thì em mới biết. Chứ đâu em đâu biết là ổng có bạn gái trước hay này nọ. Cái xong em mới phát hiện là ổng đang quen với con đó vậy đó. Nhưng mà tự nhiên quen em. Cái xong rồi cuối cùng thì hai người dứt khoát nào em không biết. Tức là ủa là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là tức là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này đã thấy tin nhắn rồi bà cũng ngủ gọi đi ăn sáng. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong man nữa. Dứt luôn. Im luôn. Im luôn. Dứt bên kia luôn. Dứt khoát luôn. Dạ. Nhưng mà hai đứa là giống như là hai đứa quen vậy trơn tru suôn sẻ hay là có những lúc nào mà hờn giận chia tay không? Nhau không? Đó. Dạ cũng có chứ. Có giận. Nó không thì không ai tin đâu. Dạ. Có giận chứ. Dạ. Mà ai là người ai là người mà gọi là ấy trước? Thì cũng cái vụ đó xong là bà giận em. Bà giận em xong rồi bà cũng có trả thù không? Chắc em nghĩ cũng có đó. Tức là chủ động chia tay hay sao? Tức là cho thời gian vậy, cho thời gian. Cho anh thời gian suy nghĩ là bây giờ anh một là anh chọn em hoặc là anh chọn người ta. Thì em cho anh 2 tuần. 2 tuần để anh suy nghĩ xem như thế nào rồi anh trả lời cho em một câu quyết định. Thì trong lúc đó thì ngày xưa bà tham gia nghệ thuật mà thì ca sĩ này nọ kia lên tập. Thì cũng là đi chung với người ta ăn uống thì đó cái em phát hiện lại. Xong rồi em lại em lại ghen ngược lại. Nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh hay dạ, sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý dằn mặt. Nhưng mà tới lúc mà ảnh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ nói chung là thì giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn nó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà. Khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với bên người bên kia đi. Tội để... không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn, đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy lúc mà chở lên phòng tập á, tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó. Cho ông biết là đâu phải là không có anh em không có ai. Nhưng mà đó vậy nè. Thì lúc mà ổng ghen lại á thì em thấy là thôi mình phải như thế nào phải rõ ràng. Đó thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó, thì ổng nói ổng quyết định ổng chọn em thì em cũng quyết định vậy thôi tôi cũng chọn anh. Rồi vậy mà bến bao lâu thì tại vì lúc đó là em còn
Thật sự lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ đúng còn không? Nhỏ thì, nhưng mà dạ. Gia đình có biết nhau không? Dạ, đến bao lâu rảnh mới đến nhà em? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Trời la không cho quen mà. Như sợ, vậy chắc chắn anh không dám sợ bị ảnh hưởng tới việc học việc của học em hành. Cho nên la dữ lắm, không cho quen, em cũng không dám quen. Tới năm lớp 10, lớp 11 em chưa có quen ai luôn. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, ảnh qua nhà em mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là ừ chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ qua vậy. Nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà vậy. Giống như ở nhà, rễ trước vậy như nhà không? Của mình vậy luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà qua có phụ ba mẹ được không? Có thể hiện là một dạ, người đàn ông coi như là rất là tháo vát việc nhà không? Dạ, nấu ăn luôn đó anh. Ngoan lắm anh. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Phụ ông bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ em cũng trẻ lúc đó. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong dạ, cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy rồi, hai năm mấy. Rồi xong là cưới luôn á hả? Dạ. Dạ cũng chưa đâu. Tại vì nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ vậy đó. Bác sĩ báo cưới hay sao? Dạ không, tức là mấy chị á, bên nước ngoài về á cái đi qua thấy ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cứ vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy. Đó cái nói cái bài em nghe cái bài em mới kêu ổng ra nói ừ con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi bớt tự nhiên lại phải không? Bớt tự nhiên lại. thì lúc đó thì ổng thấy vậy bực quá đi về nhắn tin với ba ừ ba ơi con muốn có vợ là nói với ba em hả? Không nhắn với ba cái xong mới qua hỏi cưới lúc em nhắn tin đó với ba thì gia đình của em phản ứng như thế nào? Lúc đó em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em là 22 tuổi. 22 tuổi rồi dạ. Lúc đó mà đội đàn ông mà 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Không biết nhà em có sốc không chứ mà bây giờ thằng con chị mà nó biểu nó xin cưới vợ là chị sốc dữ lắm á. Nhắn tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Rồi ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Vậy đó. Rồi xong rồi ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Nhà tính thiệt. Để hỏi luôn. Rồi khi mà qua thì gặp ông nội bên này thì ông nội này cũng ưng. Rồi ông nội kêu là thôi tao gả nhưng mà đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Đó thì hai bên cũng nói chung là lúc đó cũng suôn sẻ lắm. Ôi vậy hả? Dạ. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà về em về gặp ba đó rồi cái điều đầu tiên ba nói với em là gì? Giống như là lúc mà ba nói về đi tính đó, lúc ba gặp em ba nói câu gì? Ba hỏi thì cũng hỏi là con muốn lấy ai rồi thế này thế nọ thì con. Thì sau đó em mới nói là bé Thủy tham gia chung với chị á. Ở nhà mới nói cũng được. Vậy hả? Chắc cũng nhờ dạ. Chị đó, coi như là cây cao bóng cả của chị đó. Dạ đúng vô rồi. Bởi vì gia đình là ưng liền đó. Chung là cả hai bên. Tại vì biết sao không, 22 tuổi á là với con trai là còn trẻ lắm. Đúng rồi. Còn con nít lắm. Trời 22 tuổi dạ. Chưa giờ nghĩ luôn á. Sự nghiệp cái lúc đó còn chưa có cái gì thành ra là mà đòi lấy vợ một cái là thấy mệt rồi đó. 30 tuổi mà tôi còn chưa có ý định lấy vợ luôn đó. Nói chứ lúc đầu ba em cũng không có đồng ý đâu. Tại vì còn nhỏ quá. Với lại ba cũng dự định là cho em qua bên Mỹ á để định cư. Nhưng mà cuối cùng em quen ông này nè, các em từ chối em không đi. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ, thì chắc chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Nghĩa là trước khi đám cưới có một cái trục trặc gì nữa không? Dạ có. Nữa hả? Cái trục trặc nói chung là định ngày cưới xong xuôi hết rồi thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Là đi cũng một năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Tháng 8 vậy là sao? Ủa gì có đám cưới đâu. Dạ thì xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ. Trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có giờ được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Dạ, được 5 ngày xong lại đi. Coi như cái tuần trăng mật bị khuyết á. Đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 ngày tính luôn ngày cưới. Mà vợ còn quá nhỏ nữa, đúng không? Lúc đó chắc em 19 20 hả? Dạ, dạ à, tính ra là 19. 19 à, đúng không? Rồi, như vậy khóc đến nay không? Là... Khóc dữ không? Dạ, dạ cũng không đến nỗi. Tại vì em ở nhà ba má chồng á,
thì ba má chồng cũng thương. Với lại em ngủ chung với má chồng em. Tại vì má chồng thấy em ngủ mình đó chắc buồn á, cho nên lên ngủ chung với em. Thương quá hả? Hồi nào mà anh bộ đội về thì má chồng đi xuống lại, đúng không? Đã. Cũng 5 rưỡi anh. Ủa em, tới bây giờ là các em cưới nhau được là 10 mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13 năm. 13 năm anh. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Ủa vậy là sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn dạ, hay gì? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn rồi. Em về là em về là con em xuất ngũ là con em được 3-4 tháng gì đó. Tại chú bộ đội là đè nén rồi cũng cả tháng trời. Rồi về cưới một cái là 5 ngày tân hôn. Cái đêm động phòng là phát pháo cái là dính luôn đó. Thì đó là dồn nén để còn đi chứ. Đi đúng được. Ở các em còn quá nhỏ như vậy, đúng không? Chắc chắn là cái đêm động phòng chắc nó có nhiều cái chưa thể khám phá được đúng không? Nó còn thiếu kinh nghiệm đó đúng không? Người thấy kinh nghiệm. Sao Đạt? Nói đó, em cũng đêm động phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng chứ. Em nói chung là cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà. Nhưng mà hai đứa là giữ cho nhau cho đến ngày cưới đúng không? Dạ. Thì bởi vì mới dính em bé luôn đó. Mà ông này 22 tuổi rồi, lúc đó cũng vẫn còn trẻ lắm. Đúng rồi, rồi rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Có chắc. Nói chung là trong cái thời gian mà còn trẻ quá mà. Đúng rồi anh. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ. Mười mấy năm mà chứ đâu phải là ít. Thì có những cái biến cố này nọ. Nhưng mà sau những cái biến cố đó thì mình cảm thấy là mình cần nhau hơn, mình hiểu nhau hơn. Chứ không phải là sau những biến cố đó mình tan tành hay gì đó. Sao em? Cái chuyện em gái mưa là có xảy ra đúng không? Dạ đương nhiên là phải có. Là trong trường hợp nào? Trong trường hợp nào? Dạ trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Đi thời gian cũng 10 ngày. Lúc đó cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng được 8-9 năm rồi. Mới đây 8-9 năm. Dạ rồi. Thì lúc đó em đi Úc em diễn mà cũng 10 ngày thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ rồi cũng quản lý em đó mà em đó thì muốn đi theo hát dòng bolero á chị, nhưng mà cuối cùng thì em đã hát không được, cái cuối cùng thì không quản lý đó. Thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia gì nọ, rồi em thấy nhắn tin qua lại nói chuyện này nọ vậy đó. Rồi em phát hiện, tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nó giấu. Run rẩy lắm, run rẩy lắm. Không dám đưa. Tới tối em gần, em chôm cái điện thoại để em coi sao mà tối ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn. Đó, cái xong em gần, mà gần không được. Đang ngủ này em chụp cái điện thoại cái giật mình giật lại. Rồi, em nói chắc chắn là có chứ mày không có. Kiểu này là chắc chắn là có. Đó, cái xong mà em chụp đại vậy mà dính. Hỏi thẳng luôn, hỏi em mà dính. Đó, rồi xong em mới phát hiện ra. Đó, rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết. Cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại, rồi ngủ ăn. Thì mưa nắng chút đỉnh đúng đó. Rồi, đúng rồi chị. Là đó, lại phát hiện ra. Là bạn mày thôi đó. Dạ, xong rồi em kêu, em nói chuyện với ba mẹ. Em được cái là có gì là em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết. Em không có tự giải quyết mình. Đó. Rồi, sao có, đó chơi, rồi, sao? Rồi thì... có chơi chiến thuật dằn mặt lại ảnh không? Anh trai nắng luôn. Dạ không. Tại vì lúc đó cũng lớn rồi, em không có cái cư xử đó nữa. Còn cái lúc kia là còn nhỏ. Dạ đúng rồi. Tại vì khi mà mình gia đình mình con nữa, mình phải suy nghĩ cho con mình. Lúc đó em sao Đạt? Có năn nỉ, có giải thích hồi gì hộp, sợ hãi chứ. Không? Có sợ gãy đổ không? Có năn nỉ chứ. Rồi ba mẹ cũng kêu qua. Ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không đi được vậy mày. Được, mày được. Phải nói với lại vợ mày sao? Rồi thế là lên bàn thờ ông bà rồi hứa. Hứa chứ cửu quyền thất tổ. Dạ, đúng không? Là cái đó là không có chối anh, được. Anh nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Rồi, sợ rồi. Chúc mừng. Sợ tới giờ luôn. Thật ra là các em lấy nhau từ cái thời mà còn rất là trẻ mà cho tới bây giờ mà chỉ có một cái chút xíu như vậy thôi thì cũng phải nói là các em cũng đã giữ cho nhau rất là nhiều để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình ha. Dạ. Rồi bây giờ thôi, bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ. À.
nhiêu đi em ơi. Nhiêu đi. Cái đại hội vạch mặt em đi. Em biết cái vụ đó không? Ừ. Vụ đó là cái vụ ăn tiền nữa. Cho Đạt nói trước đi. Đạt sao em? Nãy thấy Đạt coi như là nãy giờ ngồi mà. Em hiền. 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy, có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu không em? Tật xấu gì không em? Nói thiệt. Tật xấu của vợ em thì nói chung là vợ em dở lắm, dở về nấu nướng, giặt giũ, tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở. Dạ dở lắm. Là không biết làm không gì biết hết nấu là sao? Luôn, không biết làm, chỉ biết nấu được hai món à. Mì trứng, mì tôm với là chiên trứng thôi. Trời, hai món khó quá em. Chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó. Có những người chỉ biết luộc thôi. Sao? Còn có biết rửa chén không? Ít lắm thôi. Cái con em nói cho mẹ rửa chén được nhiều lần lắm á ngoại ơi. Cái mà ngoại hơi một mẹ mày rửa được mấy lần? Dạ hai lần luôn á. Trời ơi, rửa được tới hai lần trong 13 năm đó, ghê thiệt chứ. À, quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ. À, rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Nói chung là cái gì em cũng làm hết á. Về nhà là em làm hết cho anh. Tính mà tình còn, thì sao? Giờ em còn tật xấu gì nữa không? Dữ lắm anh ơi. Dữ, dữ lắm. Dữ thì mới giữ được em đó đúng không? Cực dữ cỡ nào đâu em? Nó dữ là dữ như thế nào? Cực dữ. chửi em dữ lắm. Nhưng mà cũng không có tục, ví dụ em xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm. Chửi sáng dậy còn chửi tiếp nữa. Nhưng mà mỗi lần chửi vậy thì em sao, em có phản ứng là không hay là im lặng? Em im à. Em im xong nghe rồi bỏ em đi uống cà phê. Vậy đó. Vậy là nóng tính đúng không? Dạ, giờ em là lắm. Nóng tính đúng không? Giận lâu không? Buổi trưa là xong rồi, chiều về là đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Ừ, nóng rồi xả ra xong là hết đó. Trưa về ăn cơm là xong rồi. Rồi còn gì nữa không? Không có biết làm việc nhà nhiều nè, rồi nóng tính nè, rồi còn gì nữa không? Nói chung là kiểu ai đó thôi chứ. Có hay nói đi nói lại một vấn đề không? Dạ có chứ, nhai đó. Nhai đúng không? Nhai nói nhiều đó. Có nhai là chuyện cũ không em? Dạ không. Được nghe. Nhưng mà cái đó được á. Dạ. Sợ nhất là phụ nữ mà đem chuyện cũ ra nói. Đó. Rồi tới em đó. Không mà nhiều lắm. Tại vì á, em thì không thích nhậu nhẹt. Mà tối là cứ nhậu miếng à. Tại ngoại giao á. Bạn ngoại giao bè, đi kiếm show cho em. Ngoại giao rộng. Dạ đúng rồi. Đó, cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ít ra là cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao cho mình biết. Này không. Đó. Nhậu. Cứ mỗi lần nhậu về là em la. Mà em la là là tới sáng. Đang, trời ơi, giọng thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bắt ngồi bắt cứ lải nhải hoài. Căng á, căng nhằn hoài. Tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á? Cái quan trọng là ông có ngủ được không? Không mà vậy mà nó vẫn phải ngủ nè. Em xỉn rồi, ngủ hết. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn căng nhằn kiểu đó là làm biến nhậu luôn á. Thì em không thích em nhậu nhạt nhiều. Rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa không? Thứ nhất rồi, thứ hai là ngủ á. Khi mà kêu dậy á, một cái có công việc cái gì á, kêu chừng ai luôn. Khó dậy. Khó dậy, ngủ vậy đó. Ngủ qua ổng ấy đó. Rồi nhậu rồi. Xong về có làm phiền cái vợ đó, không? Cái đó tật rồi. Tật dạ đúng rồi. Hai em, nhậu thì xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi. Không, alo em ăn cái gì không? Anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Nói đang mà quạo trong khi quạo đúng quạo luôn. Mình đang ngủ mà. Đó, mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu, em giữ giác nữa. Đó, cái xong kêu dậy ăn mà ăn khuya. Mà mua một lần mua về, mua hai ba phần. Đó. Cho ai ăn dữ vậy? Ổng ăn. Ổng ăn hai phần. Ủa cái tật mà nhậu em xong về khuya phần. Hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Anh gì á? Bạn. Anh em cứ dạ. Hai cái đầu. Đồng hai cái đầu. Ghê hồn luôn. Dạ. Rồi sao nữa cưng? Đó, cứ kêu vậy rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu quá đó. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hả? Buổi sáng lúc... anh à. Đó là đi cả tiếng đồng hồ vậy đó. Mỗi lần mà có công việc cái gì trời ơi. Réo gọi ghê gớm lắm đúng không? Rồi còn gì nữa nè? Dạ, chỉ có nhiêu đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn Đạt thay đổi điều gì? Thì nói chung là bớt nhậu giùm em. Bớt nhậu lại. Dạ. Là con em là bây giờ có một đứa rồi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi chị. Bớt sao không có thêm lại. Nữa? Phải bớt em... nhậu mới có thêm được. Em cũng chưa có dự định đẻ thêm. Tại vì nếu mà đẻ là phải kiếm thằng con trai. À đứa lớn đứa con gái hả? Dạ đứa con gái. Còn nếu không thì thôi không đẻ nữa. Dạ. Chút ra đây anh chỉ cho bí quyết cho đứa con gái. Mà nhậu kiểu này là không bao giờ mà ra con trai. Trời
ta rượu bổ. Dưỡng rồi. Đó, 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 được đó. Rồi giờ Đạt cũng muốn vợ thay đổi điều gì nè? Dạ, em thì muốn bà hiền chút thôi. Hiền chút hả? Hiền chút. Trời, nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Ờ đúng rồi đó, đúng rồi. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng nhằn chữ nhữ nó la lối thôi thì giờ 50-50 đi. Chứ, tuần chị... 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chứ chị thấy ngay từ tối tới trưa luôn á. Thì đó, thì tại vì em nhậu đó, nó ghét nhất là nhậu dạ, mà đúng không? Dạ đúng rồi. Mà bả Nhai có khi nào em trả lời lại không? Đạt không, em im. Không, em im. Im xong rồi đi. Em đi. Đi đi xong rồi em im. Rồi quay về la tiếp. Dạ không, quay về là không. Quay về là tới chiều là đi diễn rồi. Là chuẩn bị là công việc. Nói chung là em mà đã vào công việc rồi á là em sẽ không có tính mấy cái vấn đề khác nữa. Okay. Rồi dạ. Chị thấy vậy nè, em bớt lợi dạ. Em bớt lợi, cái bé nó cũng bớt lợi dạ. Bớt lại là có hai cái lợi cho cả hai đứa luôn dạ. Là thứ nhất nó giữ được giọng nó ca sĩ mà dạ. Bắt nó nói hoài, nó tắt tiếng nó hát. Em khàn giọng luôn á. Cái thứ hai nữa là em mà bớt nhậu em kiếm được thằng trai. Trời dạ. Ơi, trăm bề lợi hết trơn đúng không? Lợi đôi đường. Nghe, dạ, dạ. Thôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi dạ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son dạ. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình. Ở trong một cái phần rất là hấp dẫn nghe. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ, cảm ơn anh chị. Ok, cảm ơn em. Chờ xíu nha cưng. Dạ. Bye.